mấy anh em nào mà đi rừng mà cầm file của cái con thỏ rừng để làm bẫy kêu nó ra hiệu quả hơn thì anh em liên hệ với Thuận để Thuận cung cấp cũng như chia sẻ với anh em. Ngoài ra bên Thuận có mấy cái tiếng như là tiếng chồn, tiếng chim, tiếng ngoằn.